Sự thay đổi ngoạn mục của khách du lịch Việt Nam khiến netizen Trung Quốc ngỡ ngàng. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Ngạc nhiên quá, đây là đoàn du lịch lớn người Việt đi du lịch Trung Quốc các bạn ạ." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các nhóm du lịch ở Việt Nam sẵn sàng chi tiền hơn so với các nhóm ở châu Âu và Hoa Kỳ, nơi hầu hết đều đi du lịch tiết kiệm. Nhìn chung, phụ nữ Việt Nam có làn da trắng sáng, các gia đình đi du lịch Việt Nam, nhìn chung có thu nhập khá nên họ thường rất chú trọng đến việc che chắn, bảo vệ làn da của mình. Ý tôi là người Việt không đen, họ rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân. Người Trung Quốc trước đây chưa chú ý nhiều đến việc chống nắng, nên ta có thể bị rám nắng rất nhanh. Bạn có chắc họ là người Việt Nam không? Da họ có trắng sáng đến vậy không? Họ còn trắng hơn hầu hết người Quảng Đông ấy chứ. Một số người châu Âu chỉ cần một chai bia sẽ giúp bạn giải trí nửa ngày. Bởi vì những người giàu ở châu Âu và châu Mỹ không đến Trung Quốc tiêu tiền thường xuyên. Đồ ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với ở Việt Nam. Tốt lắm. Trung Quốc đủ lớn, dù người giàu đi du lịch hay người nghèo đi du lịch, chúng tôi sẽ không từ chối bất cứ ai đến. Dù đi du lịch nghèo đến đâu, bạn cũng sẽ phải ở khách sạn một ngày ở Trung Quốc và ăn ít nhất một bữa mỗi ngày. Đây không phải là tất cả tiền sao? Bởi vì chỉ có người giàu mới ra nước ngoài chơi, trong khi người ở châu Âu và Mỹ đều là người thuộc tầng lớp lao động. Điều tương tự cũng xảy ra với các tập đoàn du lịch Trung Quốc, vốn đã hỗ trợ ngành du lịch của nhiều nước, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm đầu. Tôi nghĩ, nguyên nhân chính là ở Việt Nam có rất nhiều người mua bán lại hàng hóa từ Trung Quốc. Đó là sự thật khi đến du lịch Việt Nam, nhiều người châu Âu và Mỹ không có tiền và cũng không giàu có như người dân địa phương. Có khả năng nếu họ sang Trung Quốc, thì cũng là người giàu có ở Việt Nam. Chắc chắn là hào phóng. Người phương Tây đến để du lịch giá rẻ, trong khi người Đông Nam Á lại đến để mua thứ cần thiết. Họ không đi du lịch với giá rẻ đâu, họ thực sự nghèo. Ở Trung Quốc, bạn có thể mua một tách trà sữa và ăn ở nhà hàng tùy thích. Ở đất nước họ, đó là điều xa xỉ. Các cô gái Việt Nam đặc biệt thích bắp bờ mát và lần nào họ cũng mua sắm như điên. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Chúng tôi chào đón những người giàu có từ Việt Nam đến thăm Tứ Xuyên của chúng tôi. Chúng tôi ở Tứ Xuyên chào đón bạn. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển trong những năm gần đây. Đất nước nên tổ chức một số người đến Việt Nam và đưa thêm các đoàn du lịch để thúc đẩy nền kinh tế. Có ý nghĩa lắm bạn. Tôi có cảm giác như Việt Nam là anh em họ xa của Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng tất cả các quốc gia xung quanh Trung Quốc sẽ trở nên giàu có và chỉ khi tất cả họ đều có tiền thì ta mới có thể kiếm được tiền. Việc họ trở nên giàu có cũng có những bất lợi, đó là nam giới độc thân ở Trung Quốc lại càng khó tìm vợ hơn. Các nước láng giềng của Trung Quốc không có đèn tiết kiệm nhiên liệu. Họ càng giàu thì mối đe dọa đối với Trung Quốc càng lớn. Nếu bạn nghèo, bạn sẽ muốn thay đổi, nếu bạn giàu, bạn sẽ tìm kiếm sự bình yên. Bây giờ ai cũng có tiền, dường như không cần phải gây chiến. Ở Trung Quốc có rất nhiều địa điểm vui chơi, giao thông thuận lợi, xã hội an toàn và hàng hóa dồi dào. Thu nhập của người Việt gần bằng mức của người Quảng Tây. Mùa đông năm nay, Cáp Nhĩ Tân chắc chắn sẽ bị đông đảo người Việt thống trị. Ở chỗ chúng tôi đều là người Việt. Người Việt đi du lịch xa có sức chi tiêu tương đối mạnh. Chào mừng các bạn. Người dân biên giới đến dự hội chợ lớn của chúng ta. Hãy đối xử tốt với bản thân, đừng đánh giá thấp người Việt Nam bây giờ. Người Thượng Hải ở khắp mọi nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều người Thượng Hải mua nhà ở Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh khá tốt, tôi rất thích, quán mì bò, cà phê kiểu Pháp, tuyệt vời. Mọi thứ ở Hồ Chí Minh không hề rẻ, trong khi tôi không cần visa để đi bất cứ đâu trong nước. Gia đình tôi ở gần biên giới với Việt Nam. Mọi người luôn cho rằng Việt Nam nghèo. Họ chỉ là một đất nước chưa giàu có lắm thôi, nhưng cá nhân thì đang làm ăn khá giả. Tốc độ phát triển nhanh như Trung Quốc. Họ có thực sự thích không? Nhưng họ nghĩ đó là của riêng họ. Một số người ở Việt Nam biết rằng nhiều thứ được truyền từ Trung Quốc sang, nhưng họ thích vùng đồng bằng miền Trung có phần bản địa hóa. Nói cách khác, họ vẫn thích nền văn hóa của chính mình. Tôi hy vọng như vậy. Suy cho cùng thì đó cũng là một vòng tròn văn hóa. Không có rào cản văn hóa, họ có thái độ điển hình là ghét hoặc thích. Người Việt Nam có thể đến Trung Quốc không phải là người thu nhập bình thường. Họ là người bình thường mà. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã phát triển. Đúng vậy. Nhìn người Việt thực sự giống chúng ta nhất. Không cần đi đâu xa, đất nước cạnh Việt Nam, Phnom Penh, Campuchia cũng đẹp nhưng không có nhiều thành phố đẹp và phát triển ở đất nước đó.
Người Việt Nam không tệ khi đi du lịch. Nhiều người đến đây để mua sắm và thậm chí mua nhà luôn. Đừng coi thường Việt Nam có dân số 100 triệu và tầng lớp trung lưu là 20 triệu người đó. Hãy tự kiểm tra khối lượng thương mại xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2023, sau đó kiểm tra khối lượng xuất khẩu của Giang Tô. Tôi quá lười để nói chuyện với bạn. Ở Việt Nam có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người ở Trung Quốc? Nếu một quốc gia nhỏ có thể so sánh với tỉnh có nền kinh tế hùng mạnh của ta, thì điều đó có nghĩa là gì? Tôi chào mừng bạn bè Việt Nam du lịch Trung Quốc. Điều đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng. Rất tốt, chào mừng các bạn. Bạn chi bao nhiêu cũng tùy vào khả năng của bạn. Bất cứ ai hợp pháp và kỷ luật đều được chào đón. Chào mừng đến với các nhóm du lịch Việt Nam, chúng ta có rất nhiều điểm chung. Hãy đến và học nghề một cách bí mật. Bây giờ người Việt giàu nên họ thích đi du lịch Trung Quốc. Các công dân Việt Nam, các bạn cũng phải đối xử tử tế và bình đẳng với du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Đối xử tử tế và bình đẳng với khách du lịch Trung Quốc có nghĩa là thân thiện với người dân Trung Quốc qua nhiều thế hệ. Tôi cũng thấy rất nhiều nhóm người Việt khi đi du lịch ở Tô Châu. Không biết liệu cô dâu của tôi có trong đó không? Hầu hết những người Đông Nam Á đến Trung Quốc đều rất giàu có và thực sự đến để tiêu tiền. Bảo họ đừng xả rác nữa nhé. 2 năm nữa đàn ông Việt sẽ đi tìm vợ ở Trung Quốc cho mà xem. Điều đó khó xảy ra và trong nước không có lương thực dư thừa cho họ đâu. Miền Bắc thân Trung Quốc hay miền Nam thân Trung Quốc hơn? Không ai thân thiết với chúng ta nhất là Hàn Quốc và người còn lại là Việt Nam. Người dân Trung Quốc sẽ không loại trừ bất cứ ai đến Trung Quốc. Nó cho thấy nền kinh tế đã phát triển tốt trong những năm gần đây và mọi người đã kiếm được tiền. Có quá nhiều khách du lịch Việt Nam ở nhiều vùng khác nhau của Vân Nam. Những người nói rằng có rất ít người nước ngoài thì có thể chỉ có người tóc vàng và đôi mắt xanh. Tất cả chúng ta đều là những người bình thường mong muốn có được hòa bình vĩnh cửu. Bất cứ ai đến Trung Quốc để tiêu dùng đều được chào đón nồng nhiệt. Trung Quốc không vui. Khi đến bạn chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh và những tòa nhà cao tầng. Nó không đủ thú vị đối với người nước ngoài. Đàn ông trung niên thất nghiệp vẫn có cơ hội tìm được vợ ở Việt không? Bất cứ ai đến Trung Quốc để tiêu tiền đều được chào đón. Tôi nghĩ người Việt sức chi tiêu hạn chế nên người Trung Quốc vẫn kiêu ngạo được. Haha, tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Việt Nam hiện đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự phát triển, cũng giống như Trung Quốc cách đây 5, 10 năm, một lượng lớn người dân thành lập nhóm đi sang các nước phát triển để tiêu dùng điên cuồng. Từ những bình luận trên, có thể rút ra một số kết luận về suy nghĩ của netizen Trung Quốc về khách du lịch Việt Nam và đất nước Việt Nam. Rất nhiều bình luận cho thấy netizen Trung Quốc nhận ra sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây. Họ đánh giá rằng khách du lịch Việt Nam có tiềm lực tài chính tốt, giống như sự phát triển của Trung Quốc trong quá khứ. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam hiện tại đang ở đỉnh cao kinh tế, giống Trung Quốc cách đây vài năm. Netizen Trung Quốc ấn tượng với mức độ chi tiêu cao của người Việt khi đi du lịch. Họ thấy các đoàn du lịch Việt Nam sẵn sàng chi nhiều tiền khi mua sắm, ăn uống và trải nghiệm tại Trung Quốc. Điều này làm thay đổi quan điểm cũ rằng người Việt có mức chi tiêu hạn chế. Các bình luận thể hiện thái độ chào đón đối với khách du lịch từ Việt Nam, coi đây là một cơ hội cho ngành du lịch Trung Quốc. Họ cho rằng sự giàu có của các nước láng giềng như Việt Nam là tích cực, vì khi các nước xung quanh giàu lên thì kinh tế Trung Quốc cũng có thể được hưởng lợi. Netizen Trung Quốc nhận xét tích cực về ngoại hình của khách du lịch Việt Nam, cho rằng họ có làn da sáng và rất chú trọng bảo vệ làn da, điều này khiến người Trung Quốc ngạc nhiên. Một số ý kiến bày tỏ sự tôn trọng đối với ý thức chăm sóc ngoại hình của người Việt. Một số bình luận thể hiện suy nghĩ rằng Việt Nam là anh em họ xa của Trung Quốc và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Điều này tạo sự gần gũi và dễ dàng hòa nhập giữa hai dân tộc, mặc dù vẫn có rào cản về tư duy và quan điểm. Một số bình luận cho rằng Việt Nam có nền kinh tế xuất khẩu phát triển mạnh mẽ, tương đương một số tỉnh giàu của Trung Quốc. Netizen Trung Quốc nhận ra tiềm năng lớn của Việt Nam và so sánh với các thành phố phát triển trong nước họ. Nhìn chung, các bình luận cho thấy netizen Trung Quốc có cái nhìn khá tích cực và tôn trọng đối với khách du lịch Việt Nam, nhận thấy sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và sự giàu có của một bộ phận người Việt, đồng thời chào đón họ như những người láng giềng đáng quý và có nhiều điểm chung về văn hóa.